Sorry em. Dạ, chào anh. Dạ, Dạ. anh chào Duy, Duy khỏe không? Happy Dạ. birthday em trai Dạ, em nha. khỏe. Hôm qua ngày rồi Ồ, anh. nhưng mà hồi nãy em nói cũng được, qua ngày cũng được, happy birthday có ngày Dạ, có dạ. gì đâu. Rồi, dạ, cảm ơn anh. Anh Dạ. xưng hô vậy là cũng ok ha em. Anh năm nay là Dạ. anh sinh năm 73. Già rồi em. 73 là nhiêu tuổi anh? 40, 48. Mà bảy 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 ba. ba bảy ba năm nay năm 75 thì tới năm nay 43 năm, 45 tuổi em. Già cũng 45 già tuổi rồi. hả? Dạ. Ok, thì hôm nay anh cũng có đôi khi cái clip của em đưa lên á, thì như nay chắc cũng khoảng từng từng mấy rồi, anh có coi, anh có Clip nào anh? hả? Clip nào anh? Thì cái clip này nè, mấy cái clip livestream của em này nè, thì À. anh vô tình anh coi được thôi, thấy em có duyên, Dạ. có Dạ. anh này là khen thật lòng, có duyên có nói chuyện Dạ. ok. Còn mấy Dạ. vụ hồi nãy mấy người mà ở Việt Nam á, hay là ở đâu anh không biết mà lên nói cái đó, hơi nào để ý mấy người đó nói câu thật lòng mà nói, thì mình là con người với nhau, mình là cùng là người Việt Nam, mình nói chuyện trên lịch sử, dù Dạ. dù cái quan điểm của mình nó có trái ngược nhau đi nữa thì anh em mình cũng vẫn là người Việt Nam, cũng là cùng Dạ. chung máu đỏ da vàng, mình tìm những Dạ. câu nào mà nó nói đã ông bà mình nói lời nói không mất tiền mua mà mình nói làm chi, thì nó không được vui lòng nhau đúng không? Dạ. Anh thì hôm em có anh có coi cái livestream của em với chú Hùng ảnh Dạ. ở California với anh sơn tay color, hình như bây giờ anh sơn tay cũng Dạ. tròn rồi, ở trên này nữa phải. Cái này anh Dạ. đính chính với em là anh thì em có muốn cần biết anh ở đâu không? Thì anh giới thiệu cho em biết. Thì anh là anh tên anh Dũng Võ, anh Dạ. quê anh ngày xưa đó, ở Tây Ninh. Dạ. Em có bao giờ lên Tây Ninh chưa nè? Mà lại có tiền nữa Dạ. thì dĩ nhiên gái gú thì chuyện đó là nói là phải nói là đó, nói giống như em mà có bằng chứng đó, cái đó 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 thì đó là người ta tin, chứ Dạ. giống như anh nghèo mà xấu thì nó có gã giống như em ai tin, mình nói là phải có bằng Anh chứng đâu đến nỗi. Anh đâu đến nỗi nào. nào. Nói vậy chứ anh là Dũng Võ ngày xưa, quê anh ở Tây Ninh, anh qua Mỹ năm 91, lúc đó anh 18 tuổi, 19 tuổi. Năm Dạ. 91 qua đây cũng hai mấy năm rồi em. Dạ. Nói chung là anh đi qua đây không phải là anh nói cái này là anh để binh vực cho anh binh vực, hoặc là anh nói sai. Ở đây là Dạ. mình tôn trọng cái sự thật. Em Dạ. anh ở bên đây, cuộc sống ở bên này nó vậy, giống như chú Hùng Phạm với anh Color gì đó, nhưng mà có một cái vậy. Dạ. Anh cũng có coi clip của cái mấy cái livestream của em với anh Lợi Minh á. Anh đó ảnh nói Dạ. thì không có đúng sự thật, có cái đúng có cái không đúng. Nó giống như cái vụ Dạ. mà anh Lợi Minh nói ở bên Mỹ này dân Mỹ nó nghèo nó khổ, cái đó thì anh không có đồng ý quan điểm với anh Lợi Minh. Cái thứ nhất, Dạ. cái thứ hai là nói về môi trường đó em, ở Mỹ này nhất là tiểu bang California, giống như hôm em có coi anh có coi cái livestream, em cũng coi cái đường highway mà người ta chạy, đường freeway đó, rồi không khí ở bên này Dạ. tốt lắm. Cái môi Dạ. trường Mỹ nó phải là nó kiểm tra cái đó gắt gao lắm. Ở bên nó nói Dạ. chung tiểu bang nào cũng vậy hết á. Cái đó là anh Lợi Minh anh nói ở bên Mỹ này nước công nghiệp, nhưng mà trước khi xả thải ra đã là theo cái quy định của chính phủ. Chứ Dạ. nếu mà làm tầm bậy là đâu có được, nó đóng cửa hãng nó phạt chết rồi nó đóng cửa hãng luôn. Đâu có đâu, giống cái em ở Việt Nam em đi ăn, hoặc là bà con ở Việt Nam đi ăn á. Có biết cái chai chai mà cái chai tương ớt không, Biết anh. cái chai tương ớt xanh xanh karachi gì đó, để mình ăn phở mình bỏ vô đó, cái đó là người Việt Nam đang Dạ. ngủ ở bên Cali đó, mà cái khu đó đó, nhưng mà làm nếu có cái mùi hôi thôi đó, cái mùi hôi mà mùi cay đó là dân chúng ở đó đã người ta đã phản đối rồi, đưa lên thành phố, Dạ. để tại vì với dân chúng ở đó người ta chịu không nổi cái mùi đó, nhưng mà thật ra không anh không biết Dạ. lý do làm sao, nhưng mà cái đó đã có trước rồi, dân chúng ở đó sau đó ở gần gần khu đó đó nó mới phản đối, nhưng mà làm cũng không được tại vì cái ở ở thành phố đó là người ta nói cái này là đã có trước rồi, mà cái mùi này nhưng mà sau khi kiểm tra là
người ta nói nó cái này không có căn cứ, không có căn cứ để giống như cái hãng này nó phải đuổi hãng này đi, nó không được. Cái đó là ở đâu cũng phải theo theo cái lực của thành phố đó hết, tiểu bang đó hết. Không thì anh Giờ lên tóm lại cái hãng đó nó còn làm không anh? còn chứ Tóm lại cái hãng đó bị xử lý sao? không xử lý, tại vì những người dân ở đó người ta chỉ đưa ra chứ không có bằng chứng, không có bằng chứng là làm cho À, nó tai tức là hại thua với hẳn môi đúng trường. không? Rồi rồi. Đó thì đó nói với em vậy. Còn anh lên thì anh nói với, cái này là quan điểm của anh ha, của riêng anh. Dạ. Anh biết em là người sống ở Việt Nam. Hôm anh có coi Dạ. livestream là em sinh năm 75 thì em sinh 85 là em nhỏ hơn anh cỡ 10 12 tuổi. Em ủng hộ giống như là ủng hộ mình sống ở Việt Nam, em sống ở Việt Nam thì em ủng hộ cái chế độ cộng sản. Chế độ mà nhà cầm quyền cộng sản. Hôm anh có livestream anh có nói, không biết em có nhớ không? Anh hỏi em là em nghĩ thế nào, bạn nghĩ thế nào về cộng sản Việt Nam, cái em lóc anh, không phải em lóc là em nói là không cần phải trả lời câu này, lại tại vì nổi cái tên thôi là đã nghe là phản cảm rồi. Anh mới mới reply lại là anh nói là thì ở Việt Nam Dạ. cộng sản thì anh kêu cộng sản chứ anh đâu có nói gì đâu, thay vì Việt Nam kêu cộng hòa, hoặc là ở Mỹ này kêu cộng hòa, cộng dân dân chủ, hay là kêu cái đảng nào đi nữa thì anh cũng kêu đảng đó, chứ giờ Việt Nam có một đảng thì anh kêu đảng cộng sản. Em có đồng ý quan điểm anh Không không? anh. Không đồng ý. À, Không vậy đồng vậy ý. em nói anh nghe thử. Cái Việt Nam có tên không anh? Thì nước Việt Nam, nhưng mà nước Việt Nam, nhưng mà cái đảng cộng Việt Nam sản thì tên là gì chỉ anh? đảng cộng sản chỉ nắm No. quyền. No, 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 no. Em chấp nhận. Em kêu Mỹ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vậy anh kêu Việt Nam là gì? Thì nước Việt Nam thì Việt Nam, nhưng mà Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng mà đúng, đúng Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là đúng, nhưng mà bởi vì Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cái ai nếu mà chính quyền của Hoa Kỳ thì ai đang nắm quyền thì phải cộng hòa không? Bây giờ là chính quyền cộng hòa. Đó, Không, Donald Trump em là chính không quyền đồng cộng ý. hòa thì cộng hòa Không, đang không, đang không, không, không. đang giống như đang cai trị. Không. Không anh. Nếu mà nói về Mỹ á, tam quyền phân lập, tổng thống đại diện đảng Cộng hòa thôi, quốc hội nữa anh chi, còn tối cao pháp viện nữa anh chi, đúng không? Ok Nên thôi giữa hai thôi quốc gia với thì nhau giờ em thì mình là kêu tên chứ anh, mình phải kêu tên chứ, thay anh vì phải giờ kêu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn hoặc là anh gọi tắt Cộng hòa, gọi tắt là Việt Nam là ok, ngược lại Mỹ em kêu là Mỹ ok đó, đó là cái tên thôi gọi thì nha. quan điểm của em thì vậy. Anh mời em, mời anh vô nhà của em thì ok, cái đó là crew của em thì anh follow. Ok Không phải ru, mà đó là em nghĩ ai cũng bị thôi. Quốc gia người ta ra nước ngoài người ta là có cái tên. Pháp là Pháp, Mỹ là Mỹ, Anh là Anh. Thấy không? Italia là Italia và Việt Nam là Việt Nam. ok hồi nãy anh có thôi giờ về ok, nói Việt Nam cũng được chứ, Việt Nam, nhưng mà bây giờ nếu Dạ. mà Việt Nam theo cái chế độ nào thì ai cũng biết rồi ha. Chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh. Ok ai cũng biết rồi, cái đó là Dạ. anh ở bên, anh ở qua bên đây anh cũng biết rồi, như anh đã sống ở Mỹ hai mấy năm, nhưng mà khi anh đi anh 19 tuổi rồi mà. Dạ. Ok thì hồi nãy em có Mà cho em hỏi luôn nè, cho em hỏi luôn cái thời điểm anh đi 19 tuổi á là anh tốt nghiệp cấp 3 chưa? anh lúc đó là anh học hết 11 rồi anh qua đây anh đi học Học tiếp hết luôn. chứ. Anh không anh thì Dạ. anh vô đại học khoảng anh vô đại học anh học khoảng có 6 7 tháng gì, anh mạnh quá anh nghỉ. Chứ hơn nữa lúc đó anh về Việt Nam chơi có lần rồi, anh gặp vợ anh rồi, rồi chắc có lẽ hết học, anh nghĩ là thôi bây giờ mình có vợ rồi giờ mình phải ro đi làm thôi. Bây giờ thì Dạ. bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, chắc chắc nếu mà có thời có cơ hội thì anh cũng vẫn đi học lại ở đâu cũng vậy mà. Nếu mình có cơ hội. Không em chỉ hỏi là cái nguyên nhân của anh đi thôi, tức là năm 7 năm 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 đó thường thường anh đi, nếu mà anh đủ tuổi anh học lớp 12 thì qua đó anh du học, còn nếu mà anh chưa học hết lớp 12 có thể là vì cuộc sống mình phải đi, thì em chỉ Không, hỏi vậy thôi. anh đi viện ODB ODB là sao anh? là viện Order Department Program, là Tức là cụ thể cái là viện sao anh? viện gia đình á, ba anh bảo lãnh á. Vậy là ba anh đi vì nguyên nhân gì anh? Chạy em, Hả? ba anh đi nguyên nhân chạy năm 75 thì ba anh À đi đó. rồi, em Đi hiểu ba rồi. năm 75. Ok vậy ha, vậy đủ hiểu hả. Vậy vậy, vậy thì bây giờ cái cuộc nói chuyện của anh em mình đó dựa trên cái quan điểm gì?
anh là dựa trên Việt Nam Cộng Hòa hay anh dựa trên là người Việt hải ngoại, hay anh dựa trên quan điểm là người Việt Nam chung trên thế giới muốn cho Việt Nam mình tốt hơn? Cái sau cùng, Anh dựa trên quan điểm nào? hai Cái sau cùng. cái hai cái là hai cái được không? Cái nào với cái nào Phải anh? nói rõ hai cái. Được, anh cứ nói đi cho em hiểu thôi. Thì cái quan điểm của anh á thì dựa lên quan điểm của người Việt Nam mong muốn Việt Nam được tốt đẹp hơn là cái Dạ. thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai, nếu mà Rồi. về nghĩ nghĩ về mà xa xôi và nghĩ về chút xíu xa xôi không chút xíu á, là anh cái quan điểm là thiên Dạ. về Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì Dạ. anh thấy ở bên này ở Việt Nam thì anh, nếu mà anh ở Việt Nam thì anh chắc chắn á là anh theo quan điểm của giống như em nói là nước Cộng hòa xã Dạ hội rồi. chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà anh đi qua Dạ đây ok. anh được thấy cái những gì anh thấy thì cái quan điểm của anh nó nghiêng về Việt Nam Cộng hòa hơn. Nhưng mà hiện tại Dạ rồi ok. nhưng mà hiện tại thì cái quan điểm của anh thì làm sao mong muốn được đất nước dân tộc của mình, của người Việt Nam mình được tốt hơn. Dạ. Đó là quan điểm của Dạ. anh. Nhưng mà anh nghĩ chắc quan điểm của em cũng giống như quan điểm của anh là làm sao đất nước mình Dạ. tốt đẹp hơn thôi ha. Đó là Dạ quan chính điểm, xác. đó là hôm nay quan điểm của anh. Không, Dạ. bây giờ bển cũng gần 1 giờ rồi, thì Dạ. nói chuyện chút xíu thì để em có nghỉ ngơi thì nghỉ. Anh cũng em có muốn anh em có muốn biết anh đang làm gì không? Anh cũng không có làm gì, rồi bình thường thôi. Ngày xưa thì hôm hôm chú Hùng Phạm thì ông làm trong Dư Nhìn, hình như cái đó là cái chú Hùng Phạm làm ở trong cái hãng cái đó lượng của làm cho chính phủ thì phải, là Dư Nhìn Pacific phải ạ. Là cái công ty đường sắt phải không? Còn còn anh Sơn Tây Khai là hình như anh làm bên mấy cái ghế mà làm manicure pedicure gì đó, làm cho hãng xưa làm cho mấy cái đó làm nước sơn rồi này kia, nói chung là vậy. Còn anh thì anh làm việc bình thường, anh làm công nhân thôi em. Nhưng mà chắc có lẽ Dạ. nếu mà có lẽ này là em muốn đầu tư thì có lẽ em thích cái nghề của anh á. Muốn đầu tư, Công nhân sao đầu tư là sao? anh muốn anh nói là nếu mà cái nghề này em thích, anh không có người nói là anh làm nail đó đó, anh cũng có biết cái nghề làm nail nữa, nhưng mà anh có bằng làm nail đó chứ, anh biết làm nail nhưng mà anh không đi làm nail. Anh đầu tư Dạ. về để ốc em có Dạ. muốn đầu tư không? Anh là công nhân rồi. Dạ, công nhân Tức là đầu là tư ý vào địa ốc. Ngày xưa anh làm công nhân anh nhưng là mà bây công giờ nhân, anh là đầu tư địa ốc. cho em hỏi một cái, tức là anh làm công nhân xong rồi anh có được cái tiền lương đúng chưa, thì anh dùng cái tiền lương đó anh đầu tư qua thêm bên bất động sản đúng không? Đúng. Rồi em hiểu rồi. Đó, ngày xưa thì anh làm công nhân, mà công nhân nó trong cái hãng nó làm này là giờ giờ nó giờ đi mãi rồi. Làm cái đó đó. Dạ. Làm hãng tủ lạnh. Cái tủ lạnh này ngày xưa cái hãng anh làm á là anh mua anh để dành á. Cái tủ lạnh này ngày xưa cái hãng Whirlpool, nhưng mà giờ nó đi mãi rồi, nó đi mãi rồi em. Dạ. Là anh thất nghiệp, Thì giờ rồi anh anh định mất việc nên anh mất việc 2 năm. anh bị mất việc đúng không? Mất việc thì chính phủ nó trả cho anh 2 năm. Rồi trong khi đó anh đi học anh vẫn 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 lãnh lương được 75-80%. Rồi bây giờ thì anh nhảy ra anh làm, anh mua mua nhà rồi anh sửa lại, giờ anh cho Mỹ nó mướn em. Bình thường. Mỗi tháng được nhiêu anh? Thì tùy theo nhà em, tùy theo khu. Thí dụ cái khu bèo bèo Không, cái nhà của anh kìa, hả, cái nhà của anh kìa, em nói gì cái nhà của anh nói anh cho mướn, anh nói cái nhà của anh cho mướn, thì em hỏi cái nhà anh cho mướn được nhiêu một tháng? thì đúng đó, cũng tùy theo khu. Bởi vì anh mới nói với em là tùy theo khu. Ví dụ mà nhà mà cái khu này thì nhà nó cũng không ấy đâu, nhà của anh mà nhà Em hỏi cái nhà của anh, em hỏi cái nhà của anh á. anh đang ở anh không có cho mướn, nhưng mà cái nhà mấy cái là anh có nhiều cái chứ không phải mà em phải. Bởi vì anh nói với em là cái khu qua tùy theo khu nào, cái nhà là cái nhà ở đâu. Tại vì anh có nhiều cái nhà cho Bây giờ anh có mướn, bao nhiêu cái nhà rồi? anh có nhiều nhà cho Bây mướn giờ anh chứ có bao nhiêu cái nhà chứ rồi? khoảng chừng mười mấy cái hả chứ. Bây giờ anh có mười mấy cái nhà cho mướn hả? Thì tùy theo khu. Bởi vì anh nói với em tùy theo khu, anh không có mua Bây một giờ cái là một vậy khu một, anh mua mỗi mỗi cái mỗi khu khác cho nhau. em hỏi một cái, cho em hỏi một cái, anh có mười mấy cái nhà, vậy thì mỗi cái nhà anh mua bao nhiêu tiền? Thì cũng tùy, một cái nhà anh mua 50 ngàn, cái nhà mua 80, có cái mua 100, có cái mua 20 cũng có. Rồi anh mua rồi anh sửa lại,
hiểu không? Ví dụ cái nào mà mình mua 20 ngàn á thì mình phải sửa lại, mình sửa lại cho nó ngon rồi mình cho mướn mới giá nó mới cao. Còn cái nhà nào em ở em đâu nó thật 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 sự là em chưa hiểu cái nhà 20 ngàn nó ra làm sao luôn anh. có ở đây ở bên Mỹ nè em anh em nói với nghĩ là em. nhà ở bên Mỹ á thì nó phải là mấy trăm ngàn một cái chứ, mấy trăm ngàn cả triệu đô một cái chứ, nhà mà 20 ngàn rồi nhà 50 ngàn là em chưa biết nhà đó luôn thiệt. Để anh nói cho em nghe. Dạ. Bởi vì ở Mỹ này không phải là cái nhà nào nó cũng cả triệu, cái triệu nhà đó cả triệu là ở bên Cali. Còn anh ở tiểu bang Arkansas em có biết tổng Dạ. em biết tổng thống Bill Clinton ngày xưa phải không? Ổng là governor Có của tiểu biết, bang dạ. Arkansas đó em, ổng là thống đốc tiểu bang Arkansas trước khi ổng tranh cử tổng thống, ổng là làm thống đốc đó ở Arkansas. Dạ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nha. Bây giờ anh có thấy mấy cái comment ở trên này nè, anh đã nói rồi, người Việt Nam mình muốn nói chuyện với nhau đây, lên trao đổi vui với em Duy thôi. Anh có sao anh nói vậy chứ anh đâu có quăng bom quăng biển gì đâu, anh nói thiệt mà. Còn mấy người ở trên này nghe thì nghe, còn không nghe thì cũng làm ơn coi coi lại cái comment của mình đi ha, nói chuyện cho lịch sự chút đi. Mình người Việt Nam không mà nói chi mà quăng ném đá ném gạch làm gì. Ở đây lần này tôi nói thiệt chứ tôi không phải là tôi nổ đâu, cái này tôi có sao tôi nói vậy à. Ở bên Mỹ ai cũng vậy hết á, người ta có sao người ta nói vậy à, chứ người ta không có nói dốc đâu. Tôi có mấy cái nhà, tôi có nói mấy cái nhà chứ tôi đâu có nói mấy cái nhà, tôi nói cả cả trăm cái đó là mới nổ. Còn này tôi có bao nhiêu tôi nói Thôi thẳng giờ ra anh vậy thôi. anh ấy. Nói chung là em á, thì em cũng đứng giữa thôi. Rồi các bạn cũng có cái lý của các bạn, anh cũng có cái lý của anh, đúng không? Thì nếu mà anh nói là bây giờ mình nói chuyện cho hiểu nhau, mình nói chuyện cho vui vẻ đó, thì anh cứ chụp hình anh gửi cho em mấy cái chủ quyền cái nhà đó đi. Anh Na thì ok, khi nào mà nếu mà em yêu cầu thì anh cũng có thể làm cho em lắm nhé. Nhưng mà bây giờ thì anh nói là bây giờ anh giải thích với em coi á, là anh đó thì bây giờ anh không có, bởi vì anh bây giờ anh có thời gian anh ngồi nói chuyện với em. Anh làm công nhân nhưng mà thực ra anh muốn làm cho anh mà anh đi làm lúc nào cũng được hết Dạ. đó. Dạ. Là anh giải thích cái câu hỏi của em đó là cái nhà tại sao có nhà có hai mấy ngàn cái và cái nhà mười mấy ngàn, cái mười mấy ngàn cũng có đó nha, 19 ngàn 20 ngàn cũng có đó, cái nhà 50 ngàn 70 ngàn 90 ngàn là tùy theo khu. Cái khu đó là giống như là không có được an ninh, hoặc là mấy cái nhà mà người ta ở mà lâu rồi đó người ta không có sửa, rồi bây giờ cha mẹ nó bán, nó mới để cho cha mẹ nó chết đi, rồi con cái nó muốn bán, nó ở xa nó muốn bán mà cái khu đó là cái khu không được tốt thì hoặc là cái nhà nó hư hết rồi mình mua mình mướn người hoặc là mình sửa lại thì cái giá nó vậy. Chứ cái nhà mà ở bên này mà ở được ba phòng hai hai bát mà không cần sửa gì không có giá 20 ngàn, phải từ 50 ngàn đổ lên. Còn cái nhà mà khu bèo Dạ. bèo á thì nó là vậy, giống như ở ở Sài Gòn thôi em. Ví dụ mà em ở nhà cái ở nhà ngay quận nhất là khác, và vô đường hẻm là nó khác em, đúng không? Ở Tây Ninh cũng vậy, nếu mà ở mặt tiền nó khác mà vô đường hẻm nó khác, nói chung quy là vậy. Còn cái giờ rồi cái nhà nó có kiên cố hay cái nhà nó hư hết rồi đó, đó là vậy. Vậy cái câu hỏi đó có ok không? Ok, thì em đợi với chủ quyền của anh thôi. Thì anh nói em cứ Ok nghe. Chờ, đó, em chờ dưới kia. nếu mà anh có thời gian thì anh chụp hình anh cho em coi, đó là chủ chủ quyền của anh nhé. Làm chỉ có thời gian anh, mấy cái chủ quyền nó dễ lắm, anh bỏ trong tủ mà anh lôi lên chụp 5 phút mà. Còn em, anh là ngồi live stream với em nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đó, thì 5 phút chuyện đó nó rất là nhanh. Ok. Mà huống hồ gì anh là dân bất động sản đúng không, thì chắc chắn trong điện thoại anh đã đầy đủ hình, đã đầy đủ hình, không cần phải chụp. Em anh xem cái mọi, tại vì nhà em cũng nhiều mà, nhà em cũng nhiều Ok. mà, cái chuyện đó em thường làm nên em nghĩ anh là Dạ. dân bất động sản tôi nghĩ. Em nói nãy giờ anh nói 5 phút nhưng mà giờ em có còn hứng thú nói chuyện với anh không, hay là giờ cho anh Không thì xuống. anh cứ nói đi, Tại vì em khi nào em nói mệt nửa thì em tiếng sẽ rồi, nói. giờ em có Còn thể là bây giờ thì em cứ nói đi, nãy giờ mình cũng chưa nói gì chính đúng mà, đúng nãy hồi giờ nãy mới giờ giao nói lưu chỉ nhau. này chỉ mở màn xã giao thôi nhé. Ok, hồi nãy anh có coi em nói có không biết bạn nào có người nào mà comment nó nói là gì Mỹ với Việt Nam số 4 số 3 gì ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm number 4 Mỹ number 1 mà tại sao lại em nói là thua Mỹ thua Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.
Đó, thì giờ anh có giải thích, em nói em không có giải thích được câu đó thì anh giải thích vậy, thì nếu mà em có thấy ok thì để anh giải thích cho nghe. Dạ, anh giải thích đi. Ok, nếu mà nói Mỹ về cường quốc thế giới, về số 1, về quân sự thì cái chuyện đó hiển nhiên rồi, không cần phải bàn tới. Bây giờ đã mấy chục năm nay nó vẫn đứng số 1, nhưng mà anh cũng nói công tâm mà nói thì trong tương lai chưa chắc gì nó là vẫn số 1. Nhưng mà hiện thời vài năm 75 là có thể nó, trước năm 75 nó có thể là số 1. Còn nói Việt Nam Cộng Hòa number 4, số 4 á, thì cái đó anh không có biết, nhưng mà lại làm sao đánh thua no name. No name có nghĩa là ý em nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó. Thì giờ anh có cách thích vậy nè. Năm 1973 sau khi ký Hiệp định Paris á, thì quốc hội của Mỹ á, nó không có muốn, nó có không muốn tài trợ, nó đã muốn bỏ Việt Nam rồi. Người Mỹ á, là thực tế, người Mỹ thực tế nếu được á, thì làm, còn không được thì thôi rút về. Mà lúc đó đó, lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa được viện trợ của Mỹ, phải không? Được viện trợ của Mỹ, nhưng mà giờ nó rút ra rồi, nó quốc hội nó làm áp lực qua tổng thống Richard Nixon cũng gặp khó khăn quá, thì bây giờ là quốc hội nó không cho tiền. Mà em biết, em phải hiểu là như mọi người trên này phải hiểu là ông tổng thống ông chỉ có quyền ban hành pháp, còn quốc hội là nắm cái túi tiền. Mà làm cái chuyện gì á, quốc hội đồng ý mới được là mới có tiền. Mà giờ quốc hội nó đã muốn bỏ Việt Nam miền Nam, Việt Nam á, thì nó không đưa tiền nữa. Mà cái quân đội miền Nam Việt Nam á, có máy bay, có súng, mà không có đạn, không có xăng là làm sao mà đánh giặc, phải không? Mà trong khi đó miền Bắc được sự viện trợ dồi dào của Liên Xô và Trung Quốc và bảy nước Đông Âu, do lúc đó là Liên Xô đó, thì anh thấy cái đó là cái điều thua là chắc chắn rồi em. Ví dụ giờ cái thứ hai, và được khoan để anh nói hết. Mà cái dẫn chứng á, dẫn chứng trong 1968 á, chính cái livestream ngày hôm qua ngày hôm kia á, thì của MG có nói là cũng công nhận là miền Nam Việt Nam với Mỹ nó thắng về quân sự, nhưng mà thực sự nó thua về trên mặt truyền thông. Là năm 68 vẫn còn vũ khí, vẫn còn đạn dược bình thường, phải không? Năm 68 là quân đội dân dân của miền Bắc nó, của miền Nam Việt Nam ha, lúc đó là với Mỹ là đã hợp tác nhau, là nó đánh là đâu có thua đâu. Nó đó về mặt cái đó là câu hỏi của anh, cái câu nói của cái câu trả lời của anh đó, đó là vậy. Chứ chứ miền Nam Việt Nam mà được kể, còn kể còn hỏi, được sự ủng hộ của Mỹ thì chưa chắc thì thua. Dạ em chỉ hỏi anh một vài câu thôi. Tại sao Mỹ ký hiệp định Paris? Mỹ ký hiệp định Paris, nếu mà Mỹ thắng Mỹ ký không? Em nói sao chứ? Theo như anh nghĩ, nếu Mỹ thắng trên chiến trường thì Mỹ có ký hiệp định Paris không? Em biết sao là Mỹ ký hiệp định Paris với Việt Nam không? Với Hà Nội. Bởi vì Mỹ nó muốn Việt Nam quá chiến tranh là đã từ đó rồi, đã từ ngày xưa rồi, là đã muốn rút ra rồi, chứ không phải đợi tới năm 73, phải không? Lúc đó là tại em có nghĩ, em có em hỏi anh. Vậy em hỏi anh nha, tại sao Mỹ đem quân vào, Mỹ đổ tiền vào mà Mỹ muốn rút? Nếu là anh đem quân vào, anh đổ tiền vào, anh đầu tư cho cái Việt Nam này, anh có muốn rút ra hay không? Nếu mà không có nguyên nhân. Cái đó có nguyên nhân. Nguyên nhân là tại vì em biết sao không? Tại vì chính quyền của Mỹ, của quốc hội bên Mỹ là nó là phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Thứ nhất là chương trình phản chiến, người dân Mỹ thấy giờ đổ tiền qua bên Việt Nam, sinh mạng con của người ta 58.000 quân ở bên Mỹ là đã chết, người dân Mỹ cái tính mạng của nó quan trọng, bởi vì nó không có muốn là dây dưa cuộc chiến nữa, phải không? Em cũng thấy ở bên Iraq không, ở bên Afghanistan không, tổng thống không có cái người tổng thống nào hoặc là cái người command nào mà đã, ví dụ giờ em có nhớ là ngày xưa Barack Obama không, trong vòng bao nhiêu năm ông phải rút quân về, cái đó là không được. Cái đó là cái ông Obama anh thích ổng, nhưng mà có cái ổng làm không có đúng, chứ không người Mỹ là phải đánh nhanh, đánh gọn và đánh thắng, còn không ấy thì rút ra. Còn cái chuyện mà nói dịu đồng minh với Mỹ là cái đó là thua. Cái đó là anh là người người Việt Nam Cộng Hòa, anh theo Việt Nam Cộng Hòa đó, nhưng mà cái nào rồi mà nói nó đúng rồi, đó là Mỹ là rồi. Chơi cái đó là chơi tầm bậy, chơi xỏ lá. Mấy Mỹ là mấy thằng xỏ lá, mình không có nên tin nó được đó. Cái việc đó là việc của Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ, em không hỏi, đúng không? Như anh nói là người dân Mỹ phản chiến, như anh nói tổng thống phải rút quân về vì đánh không thắng, đúng không?
vì đánh không thắng. Thì vậy nó có đúng với cái luật lệ, cái luận điểm của em nói là Việt Nam Cộng Hòa số 4 kết hợp với Mỹ số 1 mà vẫn thua thằng Đông Nam, vậy có gì sai anh? Ý đúng đúng rồi em, chưa? Thì cái đó là đã thua sai ngay từ trước năm 75 mà. Sai cái thua đó. Ngay từ trước hiệp định Paris mà. Sai cái đó. Còn đằng cái đó sau là hiệp định cái Paris đó là là Mỹ rút rồi, còn Việt Nam Cộng Hòa thôi. Đó, cái đó là em nói là tổng thể cuộc chiến, nhưng mà nói về năm 1968 là những cuộc chiến khác, Mỹ vẫn còn ở Việt Nam, hoặc là Việt Nam dân Việt hoặc Nam một mình cũng được, nếu mà miền Nam Việt Nam một mình cũng được, nếu mà có sự diễn trợ đàng hoàng đầy đủ của chính quyền Mỹ thì có lẽ ai thua ai thì chứ đó chưa chắc em. Anh dám bảo đảm câu đó, cái đó ai thua ai là anh chỉ hỏi em là em chỉ hỏi anh á là tại sao mà Mỹ rút, đúng không? Tại sao Mỹ rút thì đơn giản nó thua nó mới rút, thì nó anh đâu thể nào bác được cái luận điểm đó. Cái của anh nói là anh dẫn chứng, anh khóc lóc, anh than thở tại sao Mỹ nó không viện trợ cho miền Nam nữa để cho miền Nam thua năm 75. Cái đó là cái chuyện của năm 75. Còn cái vấn đề cốt lõi, vấn đề lúc đầu đó là tại sao Mỹ rút, anh phải thừa nhận nó thua nó mới rút. Chứ anh không phải là nó nói là quốc hội không cho tiền rồi này nọ, dân phản chiến này nọ kia, không, nó phải cái thua gì cũng thì nó mới cái rút. gì nó cũng Anh có phải nguyên nhìn nhân nhận như của vậy nó mới được. em Duy, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết á. Không, nguyên nhân của nó tại Dạ. sao, nguyên nhân của nó tại sao tình trạng này xảy ra, nó phải nguyên nhân đó, chỉ nguyên nhân này mới dẫn tới nguyên nhân kia, chứ đâu phải là tự nhiên nó thua là mình không có nguyên nhân. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết đó. Anh thì giống như những người đó, nó thua thì thua chứ không cần nói về tổng thể, nhưng mà cái nguyên nhân làm sao mà thua đó, có nhiều cái nguyên nhân của nó lắm. Anh em mình ngồi đây nói chuyện vậy chứ mình không phải là nhà chính trị, bởi vậy mình giống như em nói, Dạ. mình là nhà chính trị, mình không có hiểu sâu về vấn đề đó, nhưng mà nếu mà em thấy từ cuộc chiến vậy nè, em cứ nhìn xa lại chút xíu đi, Mỹ trong khi Dạ. mà cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, Mỹ nếu mà nó, Mỹ Dạ. nếu nó không nhào không nhảy vô nó giúp đồng minh thì có thể là cuộc chiến tranh nó còn kéo dài nữa. Mỹ là vậy đó, nó thấy được thì nó nhảy vô, còn Không nó không anh. thấy được thì nó rút, chứ nó không có bao giờ nó không có bao giờ mà nó, em nếu em mà dẫn anh chứng nói là là Mỹ cái nó đâu có chiến thua. tranh á, nếu mà anh nói cái cuộc chiến tranh á thế giới thứ hai á mà kết thúc nhanh lẹ nhờ Mỹ á thì Liên Xô bỏ cho ai anh? Không, không, anh không có nói là anh đã nói là không phải là nhờ thằng Mỹ hết. Nhìn thằng Mỹ đó lúc nhưng nên nhớ là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, Mỹ không chưa bao giờ Mỹ chưa bao giờ có ý Bây định giờ nhảy em vô. hỏi anh đơn giản này thôi, không không dài dòng vấn đề cuộc chiến nữa, đúng không? Thì bây giờ đang đánh nhau mà rút thì là thua là thắng, anh trả lời đi ngắn gọn, anh thắng mới rút không, thì anh bởi thua mới vậy rút anh đúng mới không? nói là cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó hết, chứ không phải là tự nhiên đánh nhau rút gì, chứ cái đó là giờ Thì đương nhiên không còn thua súng là không có còn nguyên đạn nhân nữa là làm thua. sao mà đánh. Đúng rồi, không thôi giờ giờ anh nó hỏi em vậy nè, nếu mà Việt Nam miền Nam Việt Nam á nó vẫn còn Mỹ nó ủng hộ, còn miền Bắc mà nó không có được sự viện trợ của Trung Quốc với Liên Xô thì làm sao mà nó tấn công miền Nam được, phải không? Đâu có vũ khí đâu, đâu có đạn dược đâu, đâu có lương thực đâu, nó cũng phải có tài trợ của khối cộng sản thì nó mới đánh được. Ví dụ giờ miền Nam miền Bắc với nhau ngày xưa đi đó, đó thì giờ hai bên đó, nó có được sự viện trợ đàng hoàng, còn một bên này không có được viện trợ làm sao mà đánh nhau được, cái đó là cũng có cái nguyên do của nó, đúng không? Chứ đâu phải là nếu mà giờ miền Bắc nó không được sự viện trợ của Liên Xô với Trung Quốc đó, thì miền Nam mà nó tấn công ra miền Bắc đó, nó thì làm sao mà miền Bắc giữ nổi, em phải đặt câu hỏi lại vậy chứ, đúng không? Cái đó là sự hiển nhiên thôi, còn ở sao mà bởi vì mình mới nói Việt Nam mình nghĩ, anh ngồi anh ngẫm nghĩ ra ngẫm nghĩ lại đó, thì Việt Nam mình là một đất nước nhược tiểu, mình phải làm thế nào đừng có để cho cái tụi nói là cái tụi ngoại bang, cái tụi ngoài nó dùng của mình giống như một con cờ ở trong cái bàn cờ chính trị của nó, mình phải làm thế nào, bởi vì dân tộc mình là dân tộc nhỏ, cái đất nước mình đất nước nhỏ, mình phải như thế nào đó đó. Cái đó là những cái người nguyên thủ quốc gia phải sáng suốt, phải nhìn ra điều đó. Cái đó là đây rồi mình ngồi mình nói chuyện về cái chuyện quá khứ, mình từ cái chuyện quá khứ mình mới rút ra được cái bài học tương lai để cho cái tương lai mình nó tốt hơn. Đó là em đồng ý với anh điều đó. Còn cái chuyện giờ quá khứ mình nói qua nói lại thì nó cũng vậy à. Rồi nói tóm lại bây giờ, cái trước khi qua vấn đề mới chốt vấn đề cũ, bây giờ vậy cái câu của em á
là Mỹ kết hợp, Mỹ số 1 kết hợp với Việt Nam Cộng Hòa số 4, Vĩnh Thu non em, anh phải đồng ý với em đã. Không, Đó là sự thật, anh không, phải cái tôn đó anh trọng. không đồng ý, cái đó là Không Mỹ được, không, bây giờ không, á, thứ nhất nó là về mặt sự thật, nó là như vậy. em Ngay cả sự thật mà anh còn không đồng ý nữa, không, làm cái sao đó được đâu anh? phải là nó no, đang không không cái đó là cái đó là thôi. Giờ giờ em có đồng ý với anh là lúc đó à, lúc Nam Việt Nam là đã bị cướp nhân đạo rồi, đâu còn gì nữa đâu đó. Em có đồng ý với anh cái đó không? Cái đó là chính, cái đó Thì là anh chính thua người, rồi, cái đó là chính người Việt Nam, anh thua rồi, chính người Việt Nam công anh nhận. thua ngay từ cái hiệp định Paris rồi, Thì đó, anh thua ngay từ cái hiệp định Paris thì rồi, đúng anh đừng có kéo đó dài qua năm bảy mươi đó lăm chi đúng cho nó đúng xa, thua, đã thua từ cái hiệp đúng định không? Paris năm 73 chứ không phải đợi năm 75, nhưng mà năm 73 Đúng, là nó bắt đầu Mỹ nó bắt đầu nó đã cướp nhân năm bảy đạo ba là rồi thua rồi, hả, đúng không? Cái vậy là đó Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa là lúc đó thua, chịu chưa? Bây thì giờ anh Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa thua năm bảy ba, chịu chưa? Rồi tới năm 75 đầu hàng. Ok, cái đó là sự thật lịch sử, anh phải chấp nhận. không có Không nói chấp là nhận không có được. đúng, mình nói là mình phải có cái nguyên do đó lại, ta tại sao lại đưa đến Cái đương cái nhiên ngày bảy đánh năm nhau á thì anh thua, thì anh có nguyên do của anh thua, thua là tại anh dở. Đó là nguyên do cốt lõi nhất. Đó, mà anh không nhìn được cái sự dở, anh thua anh không chịu. Mà bây giờ cái sự thật lịch sử nó đã diễn ra như vậy rồi, anh cũng không chịu chấp nhận sự thật nữa không có đó, thì cái nói cái đó gì nữa thì giờ anh? giờ lịch sử thì bên thắng cuộc muốn nói sao nói, nhưng mà mình nói phải có cái nguyên do của nó chứ đâu Đâu phải đâu cần bên thắng cuộc anh, đâu phải đâu là cần nói bên thắng cuộc. đâu Bây phải giờ là không, nói thua là thua em nói đâu. cho anh nghe nè, không cần bên thắng cuộc, đúng không? Bây giờ cả thế giới người ta đều biết là chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975, và Mỹ thua trong hiệp định Paris, và Mỹ thua trên chiến trường, do Mỹ thua trên chiến trường nên Mỹ phải ký hiệp định Paris. Cả thế giới người ta thừa nhận, không cần bên thắng cuộc bên thua cuộc nào cả. Không phải đâu, em nói vậy là không phải thua rồi, không 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 phải là ai thua ai, nhưng mà cái này là cả dân tộc Việt Nam mình thua chứ không phải là Mỹ nó thua. Cả dân tộc Việt Nam Không đều anh, thua cái chứ không chuyện phải là cả Mỹ dân thua. tộc mình thua đó, cái chuyện cả dân tộc mình thua là cái chuyện khác. Bây giờ đang nói cuộc chiến, đang nói về đồng minh. Đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ, và đồng minh của Việt Nam Chủ Cộng Hòa là Liên Xô và Trung Quốc. Thì bây giờ hai cái khối đồng minh nó đánh nhau, thì bây giờ Việt Nam Cộng Hòa đó, Việt Nam Cộng Hòa tự cho mình là quân lực số 4, Mỹ cho là quân lực số 1, trong khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có thống kê tôi là số mấy cả đó. Nhưng mà số 1 cộng số 4 thua non em, cái đó đúng hay không anh? Cái đó là sự thật. Còn cái chuyện mà dân tộc mình thua, đó tính sao? Dân tộc mình thua, em sẽ thảo luận với anh nữa. Anh không có đồng ý với quan điểm của em, tại vì nói một số 1 với số 4 mà hợp tác lại mà đánh không lại nô nam là chuyện nó không có đúng chứ. Mình nói cái gì cũng Không cũng đúng cũng thì sống vậy, đúng. cái bởi vậy giống như hôm nay anh nói chuyện với em cũng có cái nguyên do, cái nguyên do, cái nguyên nhân anh mới lên, Dạ. anh mới vô nhà nói chuyện với em mới mời anh lên, Dạ. anh xin lên, em mới mời anh lên, cái nguyên do là anh muốn lên phản biện lại đó, đó là cái gì cũng phải có nguyên do Dạ. hết. Thôi Dạ. thì giờ cái quan điểm của em vậy thì ai có thay quan điểm thứ em thì cái đó là quan điểm của em thì ok, đâu có sao đâu. Đó là chuyện đó là nói rồi, mình nói chuyện quá khứ rồi. Nhưng mà mình nói là mình cho mình để hiểu thôi. Nhưng mà em có nghĩ là Mỹ nó thả bom 12 ngày đêm ở Hà Nội để ép Hà Nội vào hiệp định Paris chứ đâu phải là Việt Nam Mỹ thua trên chiến trường Việt Nam rồi mới ký hiệp định Paris, không phải. Thì đúng, Mỹ ép Việt Nam để ký hiệp định Paris có điều khoản có lợi cho Mỹ, nhưng mà nó thua trên cái trận Điện Biên Phủ nên nó bắt buộc phải chấp nhận điều khoản của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái đó là cái thua số 2. Anh càng nói anh càng thua đó. Không, không phải. Mỹ nó ép gì? Sao không Nó phải? ép hành chính phủ Hà Nội, lúc đó là chính phủ miền Bắc, ép chính phủ miền Bắc nó thả bom 12 ngày đêm là muốn chết rồi. Bà hỏi B52 nó thả vậy rồi còn thứ gì còn, thì phải bắt buộc phải ngồi vô ký hiệp định thôi. Đúng, Mỹ nó muốn ký hiệp định thì Ê, nó phải anh, có lợi em chứ. hỏi anh nha, anh có học lịch sử không? Anh Anh có học học lịch sử không? có chứ em. Đánh Mỹ đánh Hà Nội B-52 mà Mỹ đánh giữa chừng, Mỹ bỏ ra anh, nó thắng nó có bỏ không anh? Anh có biết tại sao Mỹ bỏ không? Em nói cho anh biết đó, anh chưa biết. Anh coi Mỹ nó rụng bao nhiêu chiếc B-52, Mỹ nó rụng bao nhiêu chiếc B-52, mà ngay cả một cái chiến trường cỏn con như là Hà Nội,
mà cái hệ thống phòng không nó đã mạnh như vậy rồi mà B-52 của Mỹ nó còn rụng như mưa, thì thử chọi với thằng Xô Viết thời điểm đó coi, thằng Mỹ của anh còn cái gì, nó phải bị nó tính với anh. Anh phải Anh biết nói chừa lại nè B-52 chứ. đó, Anh càng nói anh đúng càng rồi, chết chỗ thì này nè. đó là Mỹ, Anh phải biết là B-52 nó trong B-52 chiến tranh thì nó bị hỏa tiễn là cái Sam tượng đúng không, đài của quân sự Mỹ. Dạ. nó bị hỏa tiễn Sam của Liên Xô bắn, thì lúc đó là anh cái này anh không biết nha, cái này anh không biết, cái này anh hỏi em nói rụng như mưa mà bao nhiêu chiếc B-52 rụng. Bao nhiêu chiếc B-52 rụng đó thì nhiều cái thống kê. Bên phía Việt Nam thống kê ba mấy chiếc, còn bên phía Mỹ á nó thống kê mười mấy chiếc. Cái chuyện đó em không cần phải quan trọng. Quan trọng là có thể là cái cách thống kê nó sai. Mỹ nó thống kê chiếc nào bị nổ trên bầu trời hoặc chiếc nào rụng ngay Hà Nội nó mới tính. Còn nó lết lết về tới sân bay Bangkok nó banh sát qua đó nó không tính. Đó, cái đó là do cái sự sai số thống kê, em không còn quan tâm. Nhưng mà em chỉ còn biết rằng á lúc đó đó là Mỹ nó bị sốc rất là nặng. Nó không nghĩ rằng Việt Nam bắn được B-52 và nó không nghĩ rằng một cái niềm kiêu hãnh của đất nước nó đó là chiếc B-52 mà lại bị thất bại thảm hại trên bầu trời Hà Nội như vậy. Cái Nó này cương á, nữa đi, nó cương nữa lên tới Sampa nó còn chết nữa cái này á, đó. Cái đó anh phải thừa nhận theo lịch sử như vậy chứ. Bây giờ anh không thể nào nói cái chuyện mà Mỹ ép Mỹ bỏ bom Hà Nội nát bấy gì đó. Nát thì cũng nát rồi, Hà Nội thật sự là nghèo hơn Mỹ rất là nhiều. Nát thì cũng nát rồi, nát 12 ngày rồi, nhưng mà thằng Mỹ nó không dám nát thêm 12 ngày tiếp theo đó anh. cái này thực tình mà nói á, thì em nói dù về vũ khí á, thì dĩ nhiên rồi, vũ khí là một ngày một phát triển. Như vũ khí của Liên Xô thì lúc đó Mỹ, đúng rồi, Mỹ nó không ngờ là nó phải phải bị rớt máy bay B-52 của nó, nhưng mà cái đó là vũ khí của Liên Xô, là Sam của Liên Xô nó bắn, Sam của Liên Xô nó đưa qua nó Thì tại liên quan gì miền anh? Nam miền Bắc Việt Nam, thì cái đó là thế em thấy không, cũng 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 lo tới miền miền Bắc thì cũng dự được tài trợ của Liên Xô với Trung Quốc thôi đó, chứ thực ra là cái đó là về vũ khí với nhau. Nhưng mà phải nói công nhận một điều là nếu mà nói về vũ khí thì Mỹ có phải number one không? Đúng, đó là sự Number thật, one, đó là sự thật. ok. Ừ, nhưng mà thua. Mỹ thua từ trận chiến này qua trận chiến khác. Trên bộ thua trên bộ, trên không thua trên không. Không phải nói nhục của người Mỹ à. Anh càng nhắc tới chiến tranh Việt Nam là anh càng bôi bác thằng Mỹ đó. Anh không có Thằng Mỹ nó muốn quên đi cuộc chiến đó rồi. không Nó không không muốn nhớ tới cuộc chiến đó. Đó. Anh có nhớ là chủ tịch Hà Nội hay gì đó mà đi qua bên Mỹ mà tặng cho John McCain cái tấm hình về cái việc kỷ niệm Hồ Trúc Bạch đó. anh Đó là những cái cái chuyện đó người Mỹ người ta không muốn nhớ. không Mà anh càng nhắc là không không anh không càng làm cho Mỹ nó anh không cái muốn nhớ. này á, người Mỹ nó không có cái vụ đó, người Mỹ nó không có nói vụ bôi bác, anh không có bôi bác Mỹ nha. Nhưng mà cái nào thằng Mỹ nó sai thì anh nói nó sai, cái nào nó dở thì anh nói nó dở, chứ anh không có cái đó là không, người Mỹ không có người kia coi là bôi bác, mình nói để nhắc lại lịch sử để cho nhớ, chứ không phải là để cho nhớ để mình rút ra bài học trong tương lai, chứ không phải là mình bôi bác nó, mình không phải là mình đem ra để mình khơi lại cái quá khứ của nó, không phải nó khơi khơi lại quá khứ là để mình rút cho cái bài học tương lai thôi em. Thì đó là Việt Nam, chiến tranh Việt Nam nói chung thì là vậy thôi, chứ anh lên anh chỉ có vấn đề đó thôi. Khi nào mà Nếu mà nói về chiến tranh đó, thì phải đi tới một cái kết luận cuối cùng đó là Việt Nam Cộng hòa và Mỹ thua. Đúng không? Nếu mà nói về chiến tranh anh phải nói tới cái luận điểm đó. Chứ bây giờ mà anh nói là thua là nguyên nhân ABC thì cái chuyện đó là cái hai người thua về tự kiểm điểm với nhau đi. Đâu cần phải trình bày đâu, tôi thua anh tại cái gì? Thằng Nhật nó có trình bày nó thua Mỹ tại cái gì không? Thằng Đức nó có trình bày nó thua Liên Xô tại cái gì không? thì Đúng không? Anh thua là cái thua, đó đúng có không? chứ, Trận chiến nào cũng vậy thôi. cái đó có, tại vì mình không có nghiên cứu cái vụ người Nhật nó thua là người Mỹ là như thế nào đó, cái đó là nguyên nhân Mà cả thế sao, giới có ai nghe nó trình bày không anh? Nó trình thì bày là bởi chuyện nội bộ của nó, mình là mà người cả Việt thế giới Nam có thì nghe ai nó trình bày, ai mà nghe nó trình bày không? mình là người Việt Nam thì mình bàn về chiến tranh Việt Nam, chứ mình đâu cần phải phải nghe nó đâu, đúng không? Nếu mà mình nghe nó, Bàn nếu nhưng mình mà phải có bàn thời đúng gian sự mình thật nghe nó anh. thì mình cũng cũng Bàn hiểu. đúng sự thật. Bây giờ thua mà anh không chịu thua thì bàn cái gì, đúng không? Anh phải chấp nhận cái thua cái đã rồi muốn nói gì nói chứ. Không không có thua, Sao không được, không có thua đúng đâu không? em. Anh phải chấp nhận cái thua rồi muốn nói gì nói chứ. Nếu mà thua em nói thua thua vậy nè, anh đồng ý với em Mỹ với Việt Nam Cộng hòa thua, nhưng mà không phải thua tổng Rồi diện, thua về quân sự là chuyện đó không phải, thua là thua về mặt truyền thông nha, về mặt truyền nói thông chung về đánh thua, lộn nó có nhiều cái nghệ thuật anh ơi. chứ không có Nói thua về chung mặt đánh quân lộn sự. á, khi mà chiến tranh á nó có nhiều cái nghệ thuật cách đánh lối đánh, nó dẫn tới một kết quả cuối cùng là thắng hay là thua. Chứ bây giờ anh cứ tại bị hoài sao được. Thì đúng rồi, thì đó là quan điểm của anh thôi. Thôi vậy nếu mà đó là
cái câu mà năm Mỹ với số 1 với số 4 mà hợp tác đánh với Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa với Mỹ hợp tác với đánh đâu em, thì anh chỉ lên có câu hỏi đó anh để muốn phản biện vậy thôi. Còn nếu mà em muốn nói về vấn đề gì, em muốn hỏi gì anh biết thì anh trả lời, còn anh không biết thì thôi anh xin xin không trả lời chị vậy thôi. Nếu mà em còn hứng thú nói chuyện với anh thì nói chuyện tiếp, còn không nói thì thôi, không ấy thì thôi, thì anh xuống vậy thôi. Như trước khi thì em anh... thì lúc nào cũng nói chuyện bình thường hết, anh còn đề tài là em còn nói đó, thì vậy, anh còn anh... muốn nói gì em nói với anh luôn đó, thì nhưng mà anh cuộc quý... chiến thì em quan điểm của em rất rõ ràng, thắng là thắng, thua là thua, sự thật nó là như vậy, phải chấp nhận sự thật, phải chấp nhận lịch sử, rồi sau đó chúng ta bàn gì đâu bàn, sau đó chúng ta bàn những vấn đề khác để cho Việt Nam tốt hơn thì ok, có là chuyện của phía sau, còn chuyện lịch sử đã chốt lại rồi. Thì em nói đó là ok, đó quan điểm của em, anh nghe anh nghe và anh để anh tiếp thu, phải không? Còn mà cái quan điểm của anh là anh vẫn giữ, nhưng mà trước khi nào mà anh đó, mình phải đọc lại lịch sử mới đúng. Con cái này chuyện này mà nói về lịch sử và về chiến tranh Việt Nam đó, thì nó nhiều lắm, có nhiều nguyên nhân lắm, chứ không phải là thua là thua, thắng là thắng đâu. Thắng là thắng trên đại cuộc, nhưng mà cũng có nhiều nguyên nhân tại sao. Đó là cái quan điểm của anh cho là vậy. Còn em thì em cho là bốc chốt thua là thua, thắng là thắng. Và đó là quan điểm của em, còn rõ quan điểm của anh là nó giống như vậy, anh mới nói với em vậy thôi. Rồi thì em còn có chuyện gì em muốn hỏi, nếu mà hỏi thì anh trả lời, thì còn không có gì thì thôi. Không, anh nói thật á, nếu mà những cái vấn đề mà em đưa ra phản biện á, thì chắc chắn anh không phản biện nổi đó. Nên em ở đây á, anh nói về vấn đề gì em đỡ anh vấn đề đó, anh muốn nói về vấn đề gì em nói với anh. Nhưng mà trước khi nào mà anh mình phải đọc lại lịch sử mới đúng. Con cái này chuyện này mà nói về lịch sử và về chiến tranh Việt Nam đó, thì nó nhiều lắm, có nhiều nguyên nhân lắm, chứ không phải là thua là thua, thắng là thắng đâu. Thắng là thắng trên đại cuộc, nhưng mà cũng có nhiều nguyên nhân tại sao. Đó là cái quan điểm của anh cho là vậy. Còn em thì em cho là bốc chốt thua là thua, thắng là thắng. Và đó là quan điểm của em, còn rõ quan điểm của anh là nó giống như vậy, anh mới nói với em vậy thôi. Rồi thì em còn có chuyện gì em muốn hỏi, nếu mà hỏi thì anh trả lời, thì còn không có gì thì thôi. Không, anh nói thật á, nếu mà những cái vấn đề mà em đưa ra phản biện á, thì chắc chắn anh không phản biện nổi đó. Nên em ở đây á, anh nói về vấn đề gì em đỡ anh vấn đề đó, anh muốn nói về vấn đề gì em nói với anh. Em nói em nói là ý là anh muốn hỏi em câu đó, anh chỉ lên anh hỏi em câu đó thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Vấn đề thì giờ người Việt Nam ở trong nước nó hiểu hơn anh nha. Chính người Việt Nam trong nước mới hiểu được vấn đề, còn người ở đây thì chỉ qua Facebook, phải không, rồi qua mạng coi. Dạ đúng. Thực ra nếu mà hỏi biết cặn kẽ vấn đề thì người mình ở đó mình mới biết được, phải không? Chứ anh ở ngoài này thì anh hỏi em thì nhiều khi những người trên đây, hoặc là em nói là anh ở bên đây không biết. Không, đúng rồi đó, anh bên đây anh không biết nhiều về vấn đề bên Việt Nam. Mọi người ở trong Việt Nam mới biết cái vấn đề đó, người ta mới đặt ra câu hỏi. Người ta mới đặt ra câu hỏi, ở người Việt Nam mới trả lời mới đúng, mới chính xác hơn. Còn anh thì anh ở bên này thì anh chỉ biết qua thông tin qua mạng thôi. Nhưng mà anh cũng nói rõ là thông tin qua mạng cũng chưa chắc gì đúng sự thật, phải không? Đó là đó là phải công nhận với anh một điều đó, đúng không? Giống như ở bên này nè, em hỏi gì anh biết anh trả lời, đó là chính xác, tại vì anh là người ở bên đây. Giống như anh Minh á, cái ông Lợi Minh ổng nói có nhiều cái sai lắm, nhưng mà thì ở Việt Nam người ta không biết thì ta nói vậy thôi, người ta tin ổng thì cứ tin. Nhưng mà ổng nói ở bên Mỹ này á, thì không biết ông Lợi Minh ổng có coi cái video này, cái live stream này sao, thì anh cũng xin hỏi ổng là ổng thì có con đó, có ổng thì cũng năm nay chắc cũng năm mấy lớn hơn anh á, nhưng mà anh xin hỏi ông Lợi Minh á, là ổng có con gái, ổng hôm anh có coi cái live stream của ổng hỏi dưới ai đó, có con gái ăn học ở bên này, muốn hỏi ổng là con của ổng á, ổng đi học ở bên này á, từ khi mà vợ ổng mang thai, nó đã được chính phủ nó nuôi rồi, nó nuôi tới lớp 12 luôn, đi học lên là mẫu giáo, là bắt đầu mang thai là bà mẹ bên này có bầu á, là được sữa nè, được đậu nè, được nói chung là nó cho free không nha. Rồi con em đi học là em không phải đóng tiền một đồng nào hết đó, từ lớp 1 tới lớp 12 luôn, đó là bắt buộc. Còn hello, đi anh.
Dạ, có ai gọi Nói đi. anh, bởi vì anh cúp rồi, anh không có nói chuyện, tại vì anh đang nói chuyện với em. Thì đó là anh Lợi Minh, anh nói vậy là không có đúng chứ. Tại vì nếu mà xong học nuôi, cái đó là của chính phủ phải bắt buộc phải nuôi, phải phải tài trại phải nuôi cho những đứa học sinh đó, nó từ lớp mẫu giáo tới 12. Còn ai mà không có cho con đi học đó là phải đi ra hầu tòa, rồi phải trả lời cho ông tòa tại sao mày không cho con mình đi học. Đó là vấn đề. Dạ. Còn sao mà lớp 12 á, em nào mà nó học giỏi nó có scholarship á thì nó được lên đại học, nhưng mà cha mẹ vẫn đóng tiền, cha mẹ vẫn 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 phụ nó. Nhưng mà nít ở bên này 16 tuổi là nó được đi làm rồi em, nó đi lên thường thường Dạ. 18 tuổi là nó đã đi, vừa đi học vừa đi làm rồi. Cái đó là nuôi nó tới 18 tuổi rồi là nó tự động nó lo bản thân nó được rồi. Đó là anh nói Dạ. với anh Lợi Minh. Còn anh Lợi Minh mà nói vụ mà bên này về môi trường á, thì nó ô nhiễm cái nước bông tên á, mình xả ra mình uống cũng được, chứ không phải là nói ở bên này nguồn nước nó ô nhiễm rồi này kia, hoặc là không khí nó ô nhiễm, cái đó không có, cái đó là nó tầm bậy. Anh thấy có nhiều người lên đây cũng chửi anh lắm á. Nhưng mà thôi vậy vậy anh ta chỉ nói là quan điểm của tôi là vậy, các giống như các bạn ăn phở mà các mà tôi đâu kêu các bạn là phải ăn hủ tiếu đâu. Các bạn giống như cái quan điểm của mình vậy đó, mình theo bên nào thì cái chuyện đó đó là quan điểm của mình, cái cá nhân của mình, các bạn đừng bắt buộc mình phải theo các bạn. Ví dụ anh mời em mời anh lên vậy á thì anh cũng tôn trọng Duy lắm, phải không? Dạ. Tôn trọng Duy anh mới mời anh cảm ơn em. Nhưng mà nếu mà các bạn có chửi á, thì phải chửi cũng chửi nhẹ nhẹ thôi, mình người Việt Nam với nhau mà. Bây giờ chứ ta nói là nếu mà tôi giống như các bạn là tôi không có chửi vậy đâu. Mà em thấy anh comment hay là gì, anh đâu có bao giờ nói chuyện chửi này kia đâu, phải không? Nói chuyện cái đó đâu có gì đâu hay ho chẳng khác nào mà show ra cái bản chất của con người của mình nó vậy thôi, hiểu không? Mấy bạn đàm đừng duyên nha, Dạ. mấy người nào trái quan điểm của tôi đó thì cũng đừng nói, nó dùng những lời lẽ mà tầm bậy, nói vậy không có tốt. Các bạn mà cùng quan điểm với mình hoặc quan điểm với Duy thì cũng đừng nên mà comment nói chuyện không có được tốt đó. Hỏi gì cũng Em bị hỏi luôn. đi rồi anh, nếu cái nào mà anh biết anh trả lời cho Duy, còn cái nào anh không biết thì anh xin nói anh không biết. Dạ rồi, thoải mái mà anh. Thứ nhất đó là từ năm 1991 tới giờ anh đi, anh có anh đi qua Mỹ xong anh có về lại Việt Nam anh chơi hay là như thế nào không? Có chứ. Về nhiều không anh? Coi anh dạy coi, nếu mà tính tổng cộng từ hồi quanh qua Mỹ năm 91, 93, 93 anh học xong rồi, lúc đó anh học xong rồi anh lớn lên rồi anh đi học. Anh được về lần đầu tiên năm 93 anh thăm gia đình anh, rồi anh về lần đó rồi anh mới gặp vợ anh. Rồi anh Dạ. cưới vợ anh rồi qua về qua Mỹ này nhớ vợ quá, 6 7 tháng sau anh về tiếp. Đó là lần thứ hai. Dạ. Ok. Dạ. Lần thứ hai rồi qua đây rồi bắt đầu anh đi làm rồi năm 90, anh năm 91 anh qua, rồi anh 93 anh về là anh không về nữa, tại vì anh đang năm 95 96 gì đó là đủ 5 năm là anh thi anh lấy quốc tịch. Để anh bảo lãnh vợ anh ở Dạ. Mau. Đó, rồi năm 98 thì anh có về, vợ anh qua rồi, lúc đó anh không có về nữa, tới năm 2000 mấy anh mới về. Lúc đó anh có con là 2000 mấy anh mới về, rồi anh mới về hồi năm 2015. 2015 Rồi chị, tới tổng cộng là 4 lần á. 4 4 3 4 lần vậy á. thì em hỏi anh nè, cái giai đoạn năm 2015 là một nè, với cái giai đoạn năm 93 là hai nè, thì anh thấy khi mà anh về nước trong năm 2015 á, thì anh thấy đất nước mình nó khác nhiều hơn so với năm 93 rất là nhiều đúng không? Đó, cái này anh công nhận khác khác nhiều em. Dạ, khác rất Đó, là nhiều. mỗi ngày thì mỗi khác rồi, chứ đừng có nói là 93 chứ năm 2015 đó, đó là đã thời gian nó quá xa rồi. Nếu mà không khác đó, Dạ. thì đâu được. Ở Mỹ này cũng vậy, ở đâu cũng vậy, mỗi tháng nó mỗi khác rồi. Thí dụ giờ em đi đây đi thành phố này, nhưng mà khoảng chừng năm sau em tới đó em thấy là đã khác rồi, chứ không chỉ ra đó, nó khác nhiều lắm. Nhưng mà cái đó là ở vùng thành thị thôi, còn thôn quê thấy cũng vậy à, chứ không có khác gì đâu. Cũng mình Thôn thời gian đi vô quê miền thì cũng thôn khác nhiều quê đó á, cha. tại vì anh ở Tây Ninh mà. Anh đi về miền thôn quê anh cũng thấy đường xá nó vậy à, cũng có khác đó, nhưng mà Vậy khác anh ở không Tây khác Ninh nhiều đúng lắm. không? Anh có thấy anh có thấy quốc lộ 22 khác rất nhiều không? Quốc lộ 22 hả? Quốc lộ 22 là từ chính đi về Tây Ninh. Đó, ở đó quốc lộ 22 cái cũng Khác khác nhiều đúng đó. không?
khá khác rồi nhiều. rồi đi về Tây Ninh còn một cái đường khác, nên có biết đường Lê Văn Khương không? À, ngày xưa anh đi, Lê Văn ngày Khương. xưa anh đi xuống Sài Gòn anh làm giấy tờ á, là anh chỉ có đi đường quốc lộ 22 không, mà còn cái đường Lê Văn Khương đường nào anh không biết. Nói chung là bây giờ về về Việt Nam mà là mấy cái đường đó anh quên hết rồi, anh không biết. Nhiều khi anh biết đường đó mà không biết biết tên được. Dạ. Thì đường đi về Tây Ninh nó cũng khác nhiều chứ, giờ địa phương ở ở Việt Nam này nó cũng đổi mới rất là nhiều anh, Phải, em nói cũng cái tiến đường bộ rất là mà nhiều. cái đường mà đi vô, đường đi ngang đường Trảng Bàng, đi qua khỏi Trảng Bàng đi đi chút, đi vô đi qua bên Trung Bích nữa không? Đi qua Tàu Thánh anh, Đi vô đi từ Phan, đi từ đi đi ở sau á không? Cái đường đó thì chắc cái nghe nói thôi chứ anh chưa. Hồi mà anh đi gia đình đi rước anh thì cũng dẫn đi đường quốc lộ 22. Nhưng mà nói thiệt, quốc lộ 22 nhưng mà hình này không phải nói chơi, nó cũng khác nhưng mà cũng đỡ thôi chứ nó không có được ngon lành lắm, cái này là phải nói công nhận nha. Dạ đúng á, mình chỉ cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua thôi chứ làm sao mà Đúng mình cái đó, một phát học thật được đúng không? đúng cái đó là, mà cái này là anh có phải nói là cũng khác nhưng mà không khác lắm. Còn Dạ còn cái ok. đường mà ở Tây Ninh mà mấy cái đường mà trong quê nó cũng vậy à. Cái đó là nó anh về ngay cái quê hương anh đó là nó cũng vậy, nó cũng không Dạ. khác nhiều lắm, đường cũng dẫn đồ.